tướng người dễ phá sản, nợ nần, thất bại trong sự nghiệp. Nhân tướng học đã tổng kết ra một số nét tướng thường thấy ở người dễ phá sản, sự nghiệp thất bại và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Các nét tướng này được thể hiện qua tai, mày, mắt, mũi, gò má. Tướng tai dễ bị phá sản, nợ nần chồng chất. Hai tai ở vị trí cao thấp khác nhau, lại thêm đặc điểm hai mắt không to đều như nhau thì cho thấy chủ nhân là người sẽ bị tổn thất tài sản, thất bại trong sự nghiệp hoặc sẽ bị tổn thương bên ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe ở độ tuổi từ 41 đến 50. Vẫn là hai tai ở vị trí cao thấp khác nhau nhưng sơn căn, gốc mũi, thấp và hơi lõm thì thấy chủ nhân sẽ bị tổn thất tài sản hoặc thất bại trong sự nghiệp trong độ tuổi 31 đến 40. Tai có luân bị lật, quách bị lộ thì chủ nhân tuy là người thông minh, lanh lợi, chăm chỉ lao động nhưng lại không thể giữ được tiền, thường bị phá sản chỉ trong chốc lát. Những người không có giái tai thường sẽ gặp rất nhiều gian nan vất vả nếu muốn lập nghiệp khi tuổi đã cao và khó tích lũy tiền bạc nếu đã giàu có từ trước thì rất có thể sẽ gặp phải tổn thất lớn dẫn đến phá sản hoặc mắc trọng bệnh nguy hiểm nếu có gân xanh nổi lên ở cả phía trước và phía sau tai thì chủ nhân cần hết sức thận trọng trong làm ăn vì họ có nhiều tai họa bất ngờ khó lường trong cuộc sống tướng lông mày người dễ thất bại trong sự nghiệp lông mày có đường nét rõ ràng nhưng mọc tán mà không tụ cho thấy trong thời điểm vận lông mày phát sự nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu tướng mặt và các bộ phận khác không phối hợp tốt với nhau thì chủ nhân sẽ bị hao tài tốn của, gặp nhiều thất bại trong sự nghiệp. Phần đầu lông mày có nốt ruồi thịt nổi rõ hoặc có vết lõm sâu xuống cho thấy chủ nhân sẽ gặp thất bại lớn trong sự nghiệp. Tướng mắt người dễ phá sản, thất bại trong sự nghiệp. Mắt bị lông mày mọc trờm qua hoặc lông mày bên trái có khiếm khuyết. Chủ nhân đến năm 37 tuổi sự nghiệp sẽ đổ vỡ, dù không làm kinh doanh cũng gặp chuyện thị phi, mất mát tiền của. Tròng đen có màu vàng, nếu mắt đục lại không có hồn thì dù nắm giữa của cái bất chính cũng có lúc gặp tai họa bất ngờ. Mắt lộ thần quang, chủ nhân từ năm 32 đến 44 tuổi sự nghiệp lụt bại, hào tốn tiền của hoặc thậm chí có thể bị phá sản. Nếp nhăn ở đuôi mắt nếu có hình hoa mai, chủ nhân bị phá sản vì vợ. Nếu có nếp nhăn thẳng, chủ nhân đến tuổi trung niên phải chịu cảnh khốn cùng. Mắt lội, trong mắt có nhiều nước, chủ nhân khoảng 41 tuổi sẽ thất bại trong sự nghiệp, tính mạng khó bảo toàn tướng mũi người dễ bị phá sản. Tướng mũi tuy đẹp nhưng thiên thương hõm sau, gọi là rồng không vượng, chủ nhân dễ thành công nhưng cũng dễ gặp thất bại. Điều này càng ứng nghiệm với người có gò má không cân xứng với mũi, nhất là từ 41 đến 47 tuổi. Nếu chán thấp, mặt nhỏ, gò má phẳng, mũi dày, gọi là cô phong độc tủng mũi quá cao thì chủ nhân dù là nam hay nữ cũng không thể tích góp tiền của và có nguy cơ phá sản. Điều này rất ứng nghiệm với người mà môi trên không có rìa, khi nhìn thẳng mũi ngay ngắn và đầy đặn, nhưng khi nhìn nghiêng thì thấy chuẩn đầu không gồ lê, chủ nhân từ 44 đến 48 tuổi sẽ thất bại trong sự nghiệp. So với khuôn mặt thì mũi ngắn và nhỏ hơn, nếu làm kinh doanh thì đến tuổi trung niên vẫn sẽ đi xuống, sự nghiệp thất bại. Nhưng nếu mắt thanh và có hồn thì điều này chỉ đúng một nửa. Cánh mũi có nốt ruồi màu đen hoặc màu xám, trước 50 tuổi rất khó tích góp tiền của. Đến tuổi trung niên thì sự nghiệp thất bại và phải bỏ đến nơi khác làm ăn. Nhưng nếu mắt thanh, có hồn, nhân trung có dâu thì vận rủi giảm đi một nửa. Sơn căn gãy, lông mày và mắt không thanh, chủ nhân trong độ tuổi thanh niên và trung niên sẽ thất bại trong sự nghiệp, về già phải sống nghèo khổ. Nhưng nếu ánh mắt có thần thì điều này chỉ đúng một nửa. Sơn căn đầy đặn nhưng lại có nếp nhăn nằm ngang hay nếp nhăn hình chữ bát thì chủ nhân và năm 41 tuổi sự nghiệp thất bại, hao tài tốn của hoặc thậm chí phá sản. Niên thọ có nếp nhăn sâu nằm trách ngang, chủ nhân trong đời nhất định có một lần thất bại trong sự nghiệp. Nếu niên thọ có quá nhiều nếp nhăn thì đến trung niên sẽ bị hao tài tốn của hoặc phá sản. Niên thọ lõm sâu, tuy chuẩn đầu đầy đặn nhưng từ 44 đến 47 tuổi cũng bị mất đường công danh hoặc khuynh ra bại sản. Tướng gò má người sự nghiệp dễ lụn bại. Kích thước và độ cao của hai gò má khác nhau. Chủ nhân vào năm 37, 46 và 47 tuổi sự nghiệp sẽ lụn bại. Gò má hẹp, khuôn mặt dài, chủ nhân từ năm 35 đến 48 tuổi sự nghiệp sẽ lụn bại, trên gò má có vân và nốt ruồi, chủ nhân dù là công chức hay kinh doanh thì từ năm 37 đến 47 tất sẽ có lần thất bại thảm hại. Vân pháp lệnh, hai rãnh nhỏ kéo dài từ mũi xuống và rộng dần ra bên dưới, bị đứt hoặc bị cong lệch thì chủ nhân sẽ gặp thất bại trong sự nghiệp hoặc thất nghiệp khi ở độ tuổi trung niên. Dấu hiệu nhận biết tai họa đang đến, khí sắc của đôi tai kém tươi sáng so với khí sắc của mặt nhất là ở vùng lỗ tai cho thấy chủ nhân đang gặp nhiều điều xui xẻo hoặc thất bại lớn trong sự nghiệp lông mày tự nhiên bị dụng cho thấy vận mệnh của chủ nhân đang có sự chuyển đổi từ may mắn sang xui rủi sự nghiệp gặp nhiều khó khăn cần chú ý giữ gìn sức khỏe tránh hao tải tốn của phần đầu lông mày tự nhiên có một sợi mọc dài và dựng thẳng lên thì kể từ ngày sợi lông đó mọc ra vận khí của chủ nhân sẽ không phát triển gặp nhiều cản trở Lời khuyên dành cho họ là hãy nhổ sợi lông kỳ dị đó đi để vận khí vượng phát trở lại. Lông mày mọc dựng ngược, trong mắt có nhiều tia đỏ thì chủ nhân sắp gặp phải tai ương khá lớn. Cung điền chạch trên mắt có màu tối, gia cảnh của chủ nhân không tốt hoặc trong nhà đang xảy ra biến cố. Nếu có màu đen đục thì trong nhà đang xảy ra biến cố và bị phá sản, thất bại trong sự nghiệp. Đuôi mắt xuất hiện mạch máu đỏ gần đồng tử, đó là điềm báo gặp tai họa. Nếu mạch máu chạy xuyên qua đồng tử tức tai họa sắp xảy ra. Nếu tròng trắng ngà hẳn sang màu đỏ tức là tai họa xảy ra bất ngờ. Tròng trắng bỗng dưng đỏ au, sắc mặt đỏ, gọi là sắc hồng tước, chủ nhân sắp gặp chuyện kiện tụng hoặc rủi ro. Lúc này cần hết sức đề phòng các mối quan hệ.